quý anh chị ạ. Hôm nay em Hương lại dẫn mọi người đến vườn số 23 ạ. Đây là một trong những vườn cực phẩm quả Minh Phúc Farm ạ. Sản lượng hàng VIP ở vườn này rất là nhiều nha các anh chị. Rất là đẹp ạ. Em Hương có thể giới thiệu cho mọi người rất là đẹp luôn. Đặc tàn và cây rất là xinh luôn nha các anh chị. Các anh chị có thể xem hộ em nhé. Vâng, rất là xinh luôn ạ. Các anh chị nhìn hộ em ạ. Đó, hàng rất là đặc luôn ạ. À, bộ tàn, không những là đặc đâu mà bộ tàn của những vườn này rất là to. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Các anh chị cùng xem cúc của Minh Phúc Farm nhé. Đây là vườn số 23, rất là xinh xắn luôn ạ. Đó, em sẽ quay cho mọi người toàn cảnh của vườn cúc Minh Phúc Farm số 23. Bên Minh Phúc thì đang phải cây tản ra, tại vì toàn là những cây rất là to các anh chị ạ. Đó. Thì trên đây là những hình ảnh mà Minh Phúc Farm cập nhật cho quý anh chị. Các anh chị hãy xem kỹ cho em vườn số 23 này nhé. Rất đẹp đấy ạ. Các anh chị này, tàn này, và đây là bộ lá đây. Nhiều ạ. Xin chào và gặp lại ạ. Wow. Rồi em kêu gì?